Vậy là bữa trưa của bảy chú mèo. Các chú lớn nhanh như thổi. Sẽ chiều một chú nhấc ra. Úi dồi. Tôi sẽ kéo dịch ra cho các chú được rộng rãi một tí. Dịch ra đây, dịch ra đây, dịch ra đây. Bây giờ tôi sẽ trêu bọn chúng cất hết cơm đi cho nó kêu ra. Úi giời, cất hết đi, ngơ ngác, cất hết. Đây. Đây nữa. Tôi đã nuôi mèo nhiều và tôi biết là đang cái tuổi này là các chú sẽ ăn suốt ngày và lớn nhanh như thổi. Ăn xong lại ngủ một giấc và sau đó nó dậy là vật nhau. Một chú đã chui trong ngủ rồi. Chú đi ngủ rồi. Nó tối rồi. Ấy, bạn này đi ngủ. Bạn lại nhảy tiếp vào trong để ngủ tiếp. Thường một bạn ngủ thì các bạn khác sẽ lại mò theo đúng ở chỗ đấy và nằm cuộn vào. Thì bạn mèo mẻ lên trên nằm rồi. Như vậy là các chú đã no nê rồi.
Đến chú thứ ba chúng đi vui không? Trừ mèo mẹ ra còn những chú mèo con bao giờ cũng chui, chọn cái chỗ phải chui giúp được thì các chú mới yên tâm, đấy chính là bản năng tự bảo vệ. Đấy, sẽ chui giúp vào điểm nào đấy. Cái chú đã no rồi, đang đi tìm chỗ ngủ. Đấy, được mẹ nó đi. Chú và mẹ vừa mới nhấm nhấm nhập một con giận. Bạn trong này đang ngủ tít à?